Tiếp theo, wow, là một bộ trang sức trị giá 3.000 đô la Mỹ với thương hiệu Lâm Triệu Vĩ. Xin giới thiệu đến tất cả quý vị khán giả khắp nơi trên thế giới hệ thống kim cương thiên nhiên cao cấp độc quyền người Việt tại Hoa Kỳ. Thương hiệu Lâm Triệu Vĩ Diamonds với nhiều chi nhánh khác nhau tại California trong thương xá Phước Lộc Thọ lầu 2. Xin mời quý vị theo dõi những chương trình livestream bán kim cương đặc biệt trên kênh YouTube Lâm Triệu Vĩ Diamond Official. Công ty Lâm Triệu Vĩ Diamond là công ty kim cương duy nhất và đầu tiên của người Việt Nam tại California đạt được nút bạc của YouTube, hơn 1/3 triệu người theo dõi và hơn 8 triệu lượt view trên YouTube. Vâng, phần quà này tới 3.000 đô la Mỹ. Bây giờ anh xin mời một vị khán giả nha. Dạ, ai ạ? À? Bây giờ hồi nãy là một vị nữ rồi, bây giờ nam đi, các bạn nam nào. Dạ, ở, thôi, được rồi, em mặc đồ đẹp, xin mời em. Nhưng em chưa biết câu hỏi mà dám giơ tay rồi ha. Bây giờ em hãy nhìn lên màn hình nha. Sở dĩ Lan giữ mái cái mái tóc dài này không phải vì Lan thấy nó đẹp lắm đâu, nhưng mà Lan có cái tính là trung thủy, và trung thủy là một cái tính hiếm có ở trên đất Mỹ này, nên Lan nghĩ rằng Lan cứ giữ mái tóc dài này mãi. Vâng, thưa quý vị, đó là ca sĩ Ngọc Lan. Em nghe rõ câu hỏi nha. Ca sĩ Ngọc Lan đã được nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn phỏng vấn trong Paris by Night nào? A. Paris by Night số 31, B. Paris by Night số 51 và C. Paris by Night số 71. Suy nghĩ cho kỹ nha. Dạ, em xin trả lời Paris by Night số 31. Đúng không quý vị? Xin chúc mừng em, rất là may mắn. Xin gửi cho em phần quà. Có thể em giúp chị mở cái phần quà này ra chút xíu để cho quý vị khán giả coi cái bộ trang sức này. Chắc chắn là em không thể xài được rồi, nhưng mà em sẽ tặng cho một người phụ nữ mà em yêu thương nhất, đúng không? Đây nào quý vị, đây là bộ trang sức trị giá 3.000 đô la Mỹ. Vâng, xin chúc mừng em, chúc mừng. Không biết có quý vị nào muốn mang quà và mang tiền mặt về nhà không